Mến chào tất cả các bác và anh em nhé. Trước mắt các bác và anh em, Hải Nguyên đang test một đôi loa đến từ thương hiệu lớn nhất, đó là thương hiệu JBL và có model là MR888, một dòng loa bao quay sử dụng 3 đường tiếng bass 50, trung 25 và tép kèn. Dòng loa này được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ sản xuất. Thì đôi loa này ngoài tính năng hay ra, nhìn tiếng bass nó rất là mềm, nó sạch sẽ, nó ấm áp, giải trung nó rõ ràng. Và tép đánh nó rất là gọn, phóng xa và tươi, đánh tép nó rất là bén bác nhá. Đôi loa này trong tình trạng là đẹp, xuất sắc, không tì vết đấy, không tì vết nhá. Hay cả từng cái bo góc, bo cạnh, những cái da này là chưa bị sứt bác nhá, chưa sứt mẻ hay cả. Nếu như đôi loa này là số 2 thì em nghĩ là ở Việt Nam mình thì không thể tìm ra đôi loa số 1. Nếu đời này 88 thì đời này chỉ là đời bãi nhá, đời bãi chứ là dùng rồi ấy, còn cái hàng mới không có, được sản xuất tại Mỹ luôn, tại bang California. Và đôi loa này em đang bán với giá là 30 triệu, tức là đảm bảo bác đẹp về hình thức, chất âm nó thì quá hay, đặc biệt bác nghe nhạc như bolero, remix, nhạc vàng thì nó thể hiện rất tốt các cái giải tần chi tiết một, những tiếng bass nó rất là mềm này mà nó gọn gàng này, chung nó ngọt, tép đánh sáng lại, karaoke thì chấm hết điểm nhá, nó quá hay luôn, nó thùng của nó rất là đẹp đây bác nhìn này, tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Thì hiện tại em còn hai đôi nhá, nó quá đẹp luôn so với những gì mà em đã bán ở Mỹ từ trước bây giờ. Và ngay bây giờ em mời các bác nghe chất âm của đôi loa Mỹ này, được thể hiện từ một dàn máy này đấy, các cái đeo tay phone nhá, nghe. Và các bác có nhu cầu lắp đặt những bộ hát như này thì bây giờ em sẽ cung cấp cho các bác. Bây giờ em sẽ thử nhạc, tiếp theo em thử mic để bác cùng nghe trải nghiệm nhá, quá chất luôn, quá hay mà. Tiếng bass đánh quá sâu và êm. Từ xa tôi về phép. Đấy, nghe giọng ca rõ không? Tép đánh rất là gọn, chắc, sáng. Bát đánh quỳnh quỳnh sâu. Chân nghe quen từng biển sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ, và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cửa tâm tư là mắt, nên khi đôi mặt chuyện buồn dương gian lận mất, đưa ta đi trong vắt sạch sẽ nha. 4 giờ đi dài thêm 4 giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi, ta đưa ta đến hướng tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi người đi chứ. Bây giờ mời các bác nghe bản con họ nhá. Hát về cục bình, nói chung cái dòng loa này nghe nó quá phê và nó sạch, tiếng nó mềm mại, nó trong sáng. Đây là bài karaoke, bài hát về cục bình cơ. Các bạn nghe cái tiếng guitar nó rất là rõ nhé. Ở cái chung ấy, nó xử lý cái giọng chung ấy. Giọng rất là rõ, sùng. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tốt, có nhớ những ngày cơ từng tối tăm ngày xưa, quãng đi bao mến thương, đã 10 năm trôi tuổi ta bao đôi thay rồi, từ biển sâu đến chân núi sâu, xanh
Có chất ạ, càng đánh càng mùi thơm. Em cách khoảng tầm hơn 2 mét, mùi thơm phức luôn nhá. Bây giờ một bản karaoke mà các cùng nghe cái chất mic nó thể hiện như nào ở đôi loa Mỹ này luôn nhá. Này em xét qua, xét chưa đúng bộ, xét qua qua chút thôi. Bạn thể cảm nhận tiếng mic này. Rồi mà các bác nghe chất mic nhá. Cái giọng ca rất là sáng. Đây ca sĩ Đăng Thành đang ca khúc Thị Trấn Về Đêm mọi nhá. Cái bộ này em xét qua thôi. Còn rất chi tiết nó sẽ hay rất nhiều. Vượt qua nó hay nào rồi. Các bác nhớ là cái mic nó rất khó nhá. Cái tiếng mic nó khó chứ chẳng nhiều. Rất là khó không phải dễ đâu. Đây cô thì bật rồi. Đây quay mic rồi là nghiêng bóng dài đường soi hướng chân dịu em qua thì chân theo những ngày đánh trận đưa nhau về đây chân quên đã soi nhìn ngày đến tối xa lầy cùng mơ quán điều trai tôi lên trận đường rồi đó đây. Quá rõ lời, mắt ấm, quay ngọt, giải cao xèo xèo. Hai năm biển xa, thương yêu vắng hoài, bạn bè ai biết cho mình trần gian lắm sự tình. Nhìn vô quyền điểm gì tư trở đến theo dấu giây phút tìm mai tôi lại chi đam mê chối bỏ hương lòng vui thắm như chỉ lần yêu lỡ hàn kỳ mọi lông tin mua sắm về loa Mỹ nhá thì liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140. Bao zin bao đẹp bao xịn các bác, giá là 30 triệu. Có nhu cầu chuyển khoản em trước 2 triệu nhá. Trước khi nhận được loa thì các bác có thể test loa chạy, bác tháo bát tháo check thoải mái kiểm tra nhá. Đấy là hành Nguyễn quan điểm như vậy. Và các bác muốn bộ hát như này thì bên em sẽ trực tiếp làm cho bác căn chỉnh từng ly tí một luôn. Và hiện tại em một có súc Mỹ nhá, có súc Mỹ TV bắt 50 từ 200 hay 100 thì em đang chào bán giá còn này là 7,5 triệu. Xuống Mỹ em có một quả không nhá. Thì ngoài đôi ra này em còn tổng số là một đôi 938 đẹp xuất sắc, tức là không đôi số 2 em nhá. Và đôi 838 thơm phức và đôi nữa là đôi 835. Các dòng lo Mỹ vừa tiền thì có những đôi như MB 225. Đấy, rồi là GX 151 2 có cả nhá. Hành Nguyễn chào các bác.